Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 105. Quả Thuấn Tự Thiêu. Năm Dân Quốc thứ 35, 1946, đệ tử thứ hai của Hòa Thượng là Quả Thuấn. Quả Thuấn vốn theo Hòa Thượng đi về phía Nam, nhưng giữa đường đổi ý. Lúc Quả Thuấn tại Trường Xuân, chùa Bát Nhã thọ giới xong, bèn trở về Long Vũ Mao Bồng tự tu. Vì bị bức bách, thâm cảm nỗi khổ trần thế, nên vào ngày 18 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 38, Quả Thuấn đốt thân cúng Phật hồi hướng cho chúng sanh, thay chúng sanh chịu khổ. Hòa Thượng kể, sau khi Quả Thuấn thọ giới cụ túc ở Bát Nhã Tự, Trường Xuân, bèn quay trở về Long Vũ Mao Bồng Chòi Tranh tự tu. Trong thôn có lưu cư sĩ và dư cư sĩ thường theo chú ta tụng công phu khuya, công phu chiều và chú đại bi. Sau đó lưu cư sĩ xuất gia, còn dư cư sĩ bị bắt lính tham gia Bát Lộ Quân, về sau mất biệt tin tức. Và một buổi chiều tháng 7 năm Dân Quốc thứ 37, Quả Thuấn cùng cao cư sĩ tụng chú đại bi trong chòi, hốt nhiên có nghe tiếng người kêu cửa. Khi mở cửa xem thì là dư cư sĩ. Dư cư sĩ không nói một lời, tự đi vào phòng phía sau chòi. Quả Thuấn tụng chú đại bi xong, ra sau chòi thăm ông ta. Không ngờ vừa đến cửa phòng, chú thấy có con hồ ly cong đuôi bỏ chạy. Có lẽ dư cư sĩ đã chết ở chiến trường rồi, bị hồ ly cắn đầu, nay quá hiện ra dư cư sĩ để quyến dụ Quả Thuấn. Vì Quả Thuấn thì chú đại bi có đầy đủ quay đức và định lực, nên hồ ly không thể nhiễu loạn được chú ta, mới hiện nguyên hình bỏ đi. Quả Thuấn có ba sự việc không biết sợ: không sợ rét chết, không sợ đói chết và không sợ nghèo chết. Cuối cùng chú ta còn không sợ lửa thiêu chết. Vì chú đã dùng lửa tự đốt thân mình, chú ta vốn xuất gia với tôi. Khi đến Thẩm Dương, chú quay trở về. Sau vì bị bức bách bèn tự thiêu chết. Vào ngày 18 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 38, Quả Thuấn tự chuẩn bị 100 cân củi và 3 cân rưỡi dầu đậu phộng, rồi ngồi ngay ngắn tự thiêu thân. Chú ta không giống như các vị thầy chánh trì, vì sân hận mà tự thiêu cho chính phủ xem. Chú ta vì cảm nhận được nỗi khổ của thế gian này, nên muốn thay chúng sanh chịu khổ báo mà đốt thân cúng Phật hồi hướng cho chúng sanh. Ngày hôm sau, chân trong thôn thấy chòi tranh bị lửa lớn cháy rụi, rồi đến xem xét thì phát hiện thân thể Quả Thuấn đã thiêu thành tro, trong lúc vẫn ngồi ngay ngắn, duy có trái tim là không bị cháy. Đây đủ chứng minh chú có định lực chân chánh, đã thành tựu đạo nghiệp. Các cử chỉ, hành động, lời nói của chú đã hoàn toàn không giống như xưa. Về sau vạn Phật Thánh Thành có lập bài vị cho chú, nhưng rất tiếc là tôi đã không có hình của chú ta. Ghi chú: đương thời nhật báo Hoa Kiều tại Hồng Kông ngày 12 tháng 9 năm Dân Quốc thứ 38 có đăng việc tự thiêu của Quả Thuấn. Ha ha ha, 问什么的说